Số 2, mời câu hỏi. Mời, chọn mua trước nè. Bên đây A1, A2 là sẽ giống cái B1, B2 hoặc đối là cái B1, B2. Đó, A1, B2, B8. Ok, chốt. Bên đây, nhà mình muốn mua ô nào? Bên em là B1, B3 và A6. B1, B3 và A6. Gợi ý, câu ca dao khuyên chúng ta nên biết chừng mực trong nghệ thuật giao tiếp. Mời ô chữ. Các em có câu trả lời nào không? Em không có một cái câu ca dao thuật ngữ nào mà có chữ nhàm trong cuộc đời. Trời đất ơi, bà nói luôn. Chết rồi. Nhưng mà đâu biết vị trí nào. Em nhu rồi, em im lặng. Có câu trả lời không? Nếu không thì mình khép lại và mình mở ra lượt mua mới. Bên đó mình nói về mới nói chữ B hay B2 phải không? Bên đó nói B1 đó. Cái nhà B2 phải không? Lên! Ủa, anh biết không? Chắc biết à. Cứ nghĩ đi, kệ nó biết đi. Rồi. Biết rồi, nhưng mà câu nãy mình đúng rồi. Nó không bao giờ nhường trước cho mình đó. Mua nữa đi, từ từ đi. Thôi mình cho vui chứ, mua nữa đi cho vui. Trung, em còn quyền lật một ô miễn phí muốn sử dụng luôn không? Dung, quyền mua một ô miễn phí. Ô nào? A2 đi. A2. Mời mở ô A2. Bây giờ có ai có câu trả lời không? Dạ không anh. Hay mình khép lại cái lượt này tại đây. Mua tiếp. Mua tiếp anh ơi. Bên đây sao Mộc Lan? Dạ mua tiếp. Mở ra lượt mua mới. Mỗi đội sẽ mua được thêm 3 ô. A3, B5 và B7 anh. A3, B5, B7. Bên đây Đại Lan, mua nào? B6. A4. A5 thì vậy thôi, A5. Mua A4, A5, B6. Mở ô chữ. Thấy giờ. Ôi, cũng thua luôn rồi. Giờ nè, nếu muốn biết thêm á thì chỉ còn cách chúng ta mua lại của nhau thôi. Trời ơi, khó quá à, khó quá. 2-3 từ mình không biết luôn kìa. A6 không biết. Mua lại đi. B7 không biết, B5 không biết. Bên này có muốn mua bán gì không? Chắc. Bên này muốn mua B5. B5, B5, B7. Bán đi, bán giá cao một chút. Bị bán hai chỉ dẫu rồi. Không nghe. Năm triệu mua không? Mua 5 triệu. B5 đóng lại. Em mua bên đây. Từ từ bình tĩnh. Mở ra bên đây B5. Trời ơi. Bây giờ bên kia ta muốn mua B8 kìa. 15. Từ B8 rất là khó. Mà bên đó đang hơn bên đây. Từ B8 từ gì em? mà bên đó đang hơn bên đây tới 20 triệu. Nên thành ra mình mạn phép bán mắc một chút. 15 triệu thì hơi quá đáng. Bán 10 triệu coi như lấy lại 5 triệu. Hồi nãy người ta bán mình ghi 5 triệu, bây giờ mình ghi đáng 10 triệu lại. Trời ơi. Sau cái này lên á, chạy lên. Bên đây trả lời sai, bên kia vẫn có thể ăn lại nữa. Sao mình lỡ bên này sai luôn sao? Ăn mày. Cái B8 này công nhận khó thiệt đó. Gì vậy trời à? Đó, có tối gì không? Có mua không? Có mua không? Có mua không? Đi rồi, rồi, 2 triệu. Sao? Đọc trên nghe đáp án coi. Rượu ngon uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay thành nhàm. Nó cũng nhàm. Nó cũng nhàm, cũng nhàm. À, rượu ngon uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. Chốt chưa? Dạ chốt ạ. Chốt đúng không? Trung coi chừng sập cái bàn ăn của anh Trung. Phải chi mà nó sai nhiều, anh không có tiếc. Vậy là ấn này rồi. Nó sai có một từ một thôi. Rồi anh đúng rồi. Sai. Bên đây có đáp án không? Gõ chi. Không, mình biết không trả lời trước nữa đâu. Sao? À, em xin trả lời là rượu nhạt uống. Nãy mình kêu uống gì anh? Uống lắm. Rượu nhạt uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. Chốt chưa? Ủa, đọc lại chị nghe hình như hơi trẹo trẹo xíu, đọc lại giùm. Không sao đâu, cô máy quay rồi, lát về lên mở lên nghe lại. Thì giờ anh hỏi chốt chưa? Dạ chốt. Chốt. Đây là đáp án đúng. 20 triệu dành cho Mộc Lan. Còn một câu số 3 đây nè. Câu này hy vọng chúng ta lấy lại những gì đã mất nha. Cũng là câu cuối cùng của vòng 2 này, xem như là cái câu quyết định. Và trước khi đến với câu 3, anh xin thông báo với đội Đài Loan một tin vui. Hiện nay tài khoản của đội chúng ta âm anh. Đâu sao âm được, mình giàu mà em. Giàu lắm. Anh nói ra mà anh cảm giác anh đau lòng á. Không sao anh. Anh muốn là các em phải làm cái số tiền nó tăng lên.
nhưng mà cũng có những khi chúng ta gặp sự cố trong cuộc sống là bên cận kề bên bờ vực của phá sản là em đó Nhân. Ủa vậy hả? Ừ. Số tiền của chúng ta còn lại bây giờ là 3.500.000 đồng. Trời ơi, cũng đủ hai anh em mình về xe. Cho nên bây giờ chúng ta còn một quyền nữa, cấp vốn. Cấp vốn ạ? Dạ, dòng từ thiện. Xa cơ lỡ giận rồi mọi người. Anh cấp bao nhiêu là tùy vào cái tình cảm của anh dành cho cái đội đó nhiều hay ít. Dạ anh, nãy giờ anh đứng trên đây chắc cũng mỏi tay lắm, cầm đáp án nó cũng hơi là liệt cỡ rồi nữa. Dạ em chỉnh nâng khăn sửa túi cho anh. Mà nãy giờ anh thấy đó, tụi em chơi rất là hết mình đúng không, đâu có nỡ nào mà cấp ít được. Có nhiều cái mà ghim gút trong lòng lắm. Đâu anh ở đâu đem gỡ ra cho anh. Tính mấy lần ăn cắp cái dùi của tôi. Lẽ ra cấp cho tới 20 triệu nữa. Dạ đó. Em xin lỗi. Làm sao coi cho được thì tính. Dạ anh cấp 18 triệu cũng được anh. Ban đầu anh đã cấp cho em 20 triệu mà các em đã không sử dụng một cách hợp lý hiệu quả, để còn có 3.5 triệu. Tức là bây giờ anh cấp cho em bao nhiêu phải không? Kết thúc dòng này sẽ phải trừ lại cái khoản tiền vay đó. Đó anh nói rõ ràng không? Vay mới trả, anh phải cấp cho em nhiều vậy mới có tiền em trả anh. Bây giờ anh cấp em ít em thua em không trả đồng nào luôn. Bây giờ mà cấp cho em nhiều em thua trắng là anh sạc nghiệp anh luôn à? Không thua được, anh phải tin chứ, anh phải tin chứ. Anh sẽ cấp cho em một cái số vốn nằm trong cái sự an toàn của mình nha. 3.5 triệu còn lại. Mua 3 ô, mỗi ô là 1 triệu là hết 3 triệu nè. Cho là mua 2 lượt đi là hết 6 triệu đúng đó. Không? Lên gõ cái pen là hết 8 2 triệu đúng không? 8 triệu. Rồi nếu gõ cái pen thêm cái nữa là hết 10 triệu đúng đó không? Rồi còn đổi, còn trao đổi qua lại. Trao đổi qua lại. Bây giờ anh cho em 30 triệu là vừa. Cho em 30 triệu là vừa. Cho em 30 triệu là vừa. Em lấy cái nhà anh luôn đi nè. Nè, lấy cái nhà của anh luôn. Giá chót 10 triệu. Trời ơi. Cấp thêm vốn 10 triệu cho em. Thôi không sao anh, em có niềm tin. Như vậy là bây giờ số tiền của đội Đại Lang sẽ là 13.500.000 đồng. Câu hỏi số 3 bắt đầu. Xin mời. Cho ưu tiên chọn trước luôn nè. Em mua hết. Mua A1, A2, A3 luôn. Thiệt không? Mua vậy? Liên tiếp vậy luôn đi, anh thấy hay đó. Mua liên tiếp luôn đi em, tại vì mình đâu còn gì để mất. Em thấy lạ lắm luôn á. A1, A2, A3. Chơi, chốt. Chơi. Mua. Em mua đây. Em mua A6 đầu tiên nè. B1, B2 nè. Mua B3 luôn. B3, A6, B1, B3. Gợi ý. Câu ca dao ngụ ý sự tiếc nuối về việc đã đầu tư nhiều công sức nhưng chưa thành công. Trời ơi, anh nói em đó hả? Anh nói tụi em đó hả? Nhưng mà đây nó có nhắc đến một kim loại quý hiếm. Rồi, biết rồi. Mở ô chữ. Im lặng nha, không có bị hở hơi nữa nha. Tạp, bên đây có ý gì không? Dạ không anh ơi, chưa ra. Bên đây có đáp án không? Mấy cái từ này là... Em nghĩ là em biết chữ này. Này là... Không có đáp án thì mình sẽ mở lượt mua mới. Dạ đúng. Nhiều tiền mà anh, chơi tới thôi, mua. Bên đây có câu trả lời không? Dạ không anh. Vậy dạ thì không. Chúng ta sẽ mở lượt mua mới ở đây. Mỗi đội được mua thêm 3 ô nữa. Lần này anh mời Mộc Lan mua trước. B2, B8 và A4. Đại Lan, sao nào? Tuy là mình nghèo nhưng mình có phong cách của đại gia. Mua B5, B6, B7. B5, B6, B7 thì anh. B5, B6, B7. Mời ô chữ. Trời ơi, biết câu gì rồi. Lên đánh chiến. Bên đây, bây giờ chúng ta đã hết lượt mua từ nhà tài trợ. Chúng ta có được quyền mua bán qua lại lẫn nhau. Bên đây có muốn mua gì không? Có nhiều tiền nên mua chữ đi em. Rồi, em mua. Thông qua cái game mà sau hai chữ chúng ta có thể thấy được là từng chữ nó rất là đáng giá. Là mua B5 và mua A2. Bên kia bán bao nhiêu? 30. Không, vẫn còn rất cao. Đằng nào tụi em cũng thua rồi. Nên tụi em muốn làm khó một chút để nó có một cái chút gì đó gọi là sĩ diện đó mà. Rồi bây giờ bán cho 2 triệu thôi. Đằng nào cũng thua rồi. Ok, nếu nào như Phong mua A1 và mua B5. Trời ơi, A1 khó lắm. 15 triệu cũng dễ kiếm đâu. Đúng. Thì một từ là 15 triệu đó. Cái gì? Trời ơi. Ủa nãy giờ em dạy giá vậy mà. Em lật lỏng quá vậy. A1, B5 15 triệu, bán đi. Bây giờ 20 triệu coi như lấy lại một câu. Thôi bán luôn đi, ảnh nói luôn. Nghe lời ảnh 15 triệu, ok. Đóng A1, B5 bên đây lại. Mở ra bên đây. A1, B5. Ý chưa, em tính. Biết mà, từ A1 khó lắm. Nhưng mà giờ bán cũng không biết luôn nè. Sao không biết? Biết mà, nên mới bán. Mua thêm em. Từ khó nhất là từ B7. B6. Đằng nào bên đây cũng thua, chỉ cho B7 nè. Bán bao nhiêu? 5 triệu thôi. 5 triệu kìa, rẻ. Ôi trời ơi, khỏe vốn à. Thì đã muốn cho biết rồi, B7 vô. B7, đóng bên kia lại, mở bên đây ra.
Giống A1. Giờ không thua rồi đúng không? Mua thêm. Thêm là giờ có dạ. trả lời cũng lỗ rồi. Tức là mình vẫn lỗ một chút, nhưng mà mình lấy lại cái danh dự của mình đúng không? B6 là khó. Kia là em đã bán cho 20 triệu rồi đó, giờ có 2 triệu rồi mua lại đi. 15 mà. 20 triệu. Thấy anh hay không? Em thấy anh hay không? 20 triệu vô tay, hiểu không? Giờ muốn mua là tụi gì? Mua A4 đi. A4 khó đó. A4. A4 với B2 đi. A4, B2 bên kia bán bao nhiêu? Mình bán nhau tình nghĩa thôi. Bán đi cũng không ra đâu. Đúng rồi, bán luôn. B2 15 triệu, A4 5 triệu. Chốt 5 triệu 2 từ. 2 từ 15 triệu thì ít ra giờ nửa giá đi, 8 giá. Triệu hả? 8 triệu. Em ơi, em có biết chứng khoán nó lên xuống thất thường không? 8 triệu 2 từ xong. 8 triệu 2 từ. Mua không? Dạ mua. Đóng bên kia lại. Mở bên đây ra, A4 B2. Đó, biết lên gõ chiên. Gõ cái là gì bỏ được không? Không, bây giờ lấy 8 triệu đó bán lại cho em chứ A2. A2 hả? Nó mua A2 kìa. Bán là 10 triệu. Bán 15 triệu. 15 triệu. Con cái là thắng rồi. Em cũng còn một chữ nữa đang phân vân. Triệu, tôi bỏ 20 đâu, giờ mua là 35 triệu. Chơi giờ này lỗ 15 triệu. Chơi giờ này lỗ 15 triệu. Nhưng mà được cái sĩ diện em. Sĩ diện bây giờ nếu bán thì đáng 5 triệu thôi. Đúng 5 rồi. Triệu. Đúng rồi. Là, cái dòng này là lỗ chắc rồi đó. Lỗ rồi. A5 em cũng không biết cái này. 8 triệu. 8 triệu mua không? 8 triệu là mình bỏ ra 28 triệu mà mới thu vô có 8 triệu là mình lỗ 20. Thôi lỡ rồi mua luôn đi, không mua sao nha. Giao dịch thành công. Đóng bên kia lại, mở bên đây ra, cái từ A2. A2 giống B8 chắc luôn. Cái chỗ này nè là có hai chị em suy nghĩ anh chọn nha. Đây, bây giờ mình phải đánh đi, không còn đường nữa, mình chứ không bây giờ đâu có đường nữa. Thì đúng đánh rồi, nhưng mà ý là em hỏi là anh chọn chỗ nào nè. Đừng có cản anh nữa, đừng có cản anh. Đây là cái câu quan trọng. Và anh tiết lộ một điều, đội nào mà trả lời đúng câu này xem như đội đó giành chiến thắng chung cuộc. Đúng. Là bởi vì hiện nay số tiền của hai nhà đang ngang bằng nhau sau rất nhiều cuộc thương lượng mua bán. Đọc đi em. Nghe để còn học thuộc. Tôi suy nghĩ đi. Không, thật ra nên em đoán không ra được rồi, chị sẽ đoán ra được á. Tại vì đúng rồi, chị biết mà, hồi đó giờ kêu đều vậy, chị hiểu mà. Rồi, em trả lời luôn. An rồi. Cầm vàng lặn lội sang sông. Vàng rơi không nhặt tiếc công cầm vàng. Cầm vàng lặn lội qua sông. Lẹ đi trời ơi. Rồi, sang sông đi, dạ. Chứ An là cho sang sông luôn. Đáp án lần nữa cho được nguyên câu nè. Cầm vàng lặn lội qua sông. Lặn lội sang. Sang á, sang, anh nghĩ là sang. Em cũng nghĩ là sang. Trinh cũng nghĩ là sang. Đằng nào cũng thua rồi nên gửi cho đẹp, cho anh thắng đẹp đó rồi. Tự tin em lên. Em nghĩ là sang sông á. Cầm vàng lặn lội sang sông. Vàng rơi không nhặt tiết công cầm vàng. Chốt chưa? Nhận như dạ. Sao giờ? Đây là đáp án không chính xác. Ủa sao vậy Nhân, sao cái mặt em lại thánh thiện lắm mà? Không chính xác anh. Không, cái mặt em rõ ràng anh nói bên đó cái chữ sang mà cái mặt ánh mắt triều mến ghê lắm. Tất cả đều là một cái bẫy. Bởi vậy bên đó đã sai rồi. Đây là đáp án sai. Hồi nãy biết tại sao bên đây nói mình nói sai không? Tại vì cái từ bên đó nói là từ lặn á, lặn lội, mà bên đây là mà lội. Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không nhặt tiết công cầm vàng. Vàng rơi không nhặt nó hơi vô lý. Tôi không còn yêu anh nữa. Sai rồi đó anh. Không. Cầm vàng không. Mà lội sang sông. Không có vần gì hết á. Qua sông. Hết giờ nha. 5. Em biết rồi. Thì đó, vàng rơi sao nữa? Vàng rơi 2 không 1. Vàng rơi không thấy tiết công cầm vàng. Sai. Đó là đáp án không chính xác. Từ từ, vàng cái đã. Ở đây, lượt cuối nha. Cầm vàng mà lội sang sông. Vàng rơi không lặng tiết công cầm vàng. Chốt chưa? Rồi, chốt. Chốt. Đây là đáp án sai. Trời, sai một từ nữa thôi. Bên đại nhân em có muốn gọi chiên không? Có chứ. Không, bên đây là xem như hết lượt trả lời rồi. Bây giờ còn lượt cuối cùng của anh đây ơi, thôi. Em có cái cách nào để mở B4 không? Không. Cầm vàng mà lội qua sông. Đúng rồi, không thấy là mình rơi, lúc nào mình không biết. Cầm, biết rồi luôn. Cầm vàng mà lội. 5, cầm vàng mà 4, lội sang qua. Nếu không gọi chiên thì coi như không trả lời. Gõ đi anh, gõ đi. Vàng rơi không. Không. Không lối. Tiếc. À vàng rơi không tiếc. Tiếc không cầm vàng, đúng rồi. Cầm vàng mà lợi qua sông, vàng rơi không tiếc. Tiếc công cầm vàng. Làm gì mà lập đúng, tự vậy? Đúng, chắc chắn. Em chắc chắn. Có nghĩa là mình không có tiếc cái cục vàng, mà mình lại đi tiếc cái công cầm vàng. Chính xác. Thời của mình tới rồi. Trời thương người lành. Chưa biết đúng hay sai, nhưng mà nãy giờ mình cầm vàng mà lợi qua sông, vàng rơi không tiếc. Tiếc công cầm vàng. Chốt không? Chốt. Đây là đáp án chính xác. Yeah.